Hello, xin chào tất cả mọi người. Giới thiệu một tí về bản thân mình thì mình tên là Huỳnh Ngô Trà Giang, hiện mình đang là học sinh lớp 11 chuyên toán tin trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung tỉnh Bình Phước. Về con đường học lập trình của mình thì mình bắt đầu học lập trình từ năm lớp 7. Và cái ngôn ngữ lập trình đầu tiên mình học đó chính là Pascal, một ngôn ngữ khá là cổ, khá là sơ khai. Cái lúc đó mình học thì có giáo viên hướng dẫn và cái người hướng dẫn cho mình là thầy Hải, là giáo viên bộ môn tin học của trường cấp 2 mình. Tới tận năm lớp 8 thì mình mới bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn trên mạng và mình đã chọn học thêm một ngôn ngữ lập trình thực tế hơn, đó là Python. Và về cái con đường học Python của mình thì ban đầu cơ bản thì mình học trên Kotlin, về sau những cái nâng cao hơn thì mình học trên các cái nguồn học liệu mở trên mạng. Nói về việc khó khăn khi học lập trình thì có thể nói cái khái niệm tự học lập trình nó đã không còn quá khó, quá xa với mọi người nữa. Tại vì thực tế mà nói thì cái nguồn học liệu về lập trình ở trên mạng khá là nhiều. Và nói dẫn đến cái việc đó là mọi người có thể dễ dàng tìm thấy tài liệu về bản tin ở trên đấy. Nhưng bên cạnh đó cũng chính là cái đem lại vấn đề khó khăn cho mình vào lúc học lập trình lúc đó. Tại vì mình tự học. Thời điểm đó mình học Python là mình tự học. Nên là mình không có một cái lộ trình nào hết. Và khi mà mình lên mạng và với cái số lượng tài liệu tràn lan như vậy thì mình bị ngợp với cái lượng kiến thức đó. Mình bị không biết bắt đầu từ đâu và không biết phải học ở trang nào. Tiếp theo thì mình sẽ nói về phần cuộc thi Coursework 2022 đại chiến bóng rổ. Ok. Đối với cuộc thi Coursework khu vực châu Á diễn ra vào hồi tháng 8 rồi thì mình tham gia vào đầu tháng 8. Mình thấy đây là một cái khá là mới mẻ và mình muốn thử sức. Nói một xíu về cái sự khác biệt giữa Coursework và những cái cuộc thi lập trình khác hơn. Thì nếu như các bạn là một người theo học lập trình thì có lẽ là không lạ gì với cái khái niệm là lập trình thi đấu nữa. Thì code web nó khác hoàn toàn lập trình thi đấu. Ví dụ như kỳ thi học sinh giỏi đi thì các bạn người ta sẽ đưa ra cho bạn cái đề và bạn phải giải cái đó, sau đó bạn nộp code lại cho giám khảo hoặc là nộp code lên một cái trang web online nào đấy, xong người ta sẽ chấm và sau một thời gian người ta sẽ công bố điểm cho bạn. Thì để dễ hình dung, đây mình ví dụ nhé, một cái đề thi học sinh giỏi nó có thể trông như thế này. Okay. Ví dụ thôi nhé. Nhưng đối với Code Compact, đối với Code Web thì nó khác hoàn toàn. Ở đây không có một cái đề nào cho bạn làm cả. Mà ở đây là một kỳ thi, nó tương tự như kiểu eSports á. Mùa mà mình thi nó là mùa đại chiến bóng rổ. Bây giờ nó là cái mùa khác rồi, nhưng mà nó vẫn tương tự như thế. Tức là ở đây người ta sẽ có sẵn những cái câu lệnh. Đây, ví dụ hero.roulette time. Đó, tức là những cái câu lệnh này người ta đã lập trình sẵn cho bạn, là khi mà bạn gọi cái câu lệnh này lên là cái con nhân vật của bạn sẽ làm cái gì rồi. Và cái việc của bạn ở đây đó là bạn phải suy nghĩ một cái chiến thuật sao cho tối ưu nhất, rồi bạn run cái game đó lên, bạn nộp cái code đó lên trên web để máy nó random cho bạn đấu với các người chơi khác. Cái vấn đề ở đây là chiến thuật của bạn làm sao để tối ưu nhất để có thể thắng được nhiều chiến thuật nhất có thể, và chứ không phải là một bài toán hay cái gì để các bạn phải giải cả. Đó thì nó sẽ hình thành trong đầu các bạn một cái tư duy, và khi mà bạn có thể sau khi bạn chơi một trận bạn thua với một người chơi nào đó thì bạn vào bạn xem lại cái trận đấu đó để bạn phân tích chiến thuật của người ta như thế nào, tìm ra những cái lỗ hổng trong chiến thuật của mình để mà bạn phát triển cái code của mình lên, sau đó lại nộp code lên và thi. Cái đó cũng là một thành tích tranh đấu và khiến cho bạn cảm thấy hứng thú hơn, kiểu giống như sau mỗi lần mà bạn thua một người thì bạn sẽ cay cú, xong bạn sẽ ngồi lại, bạn sẽ coi đi coi lại cái video trận đấu đấy để bạn phân tích là nó công chỗ nào, nó thủ chỗ nào, tại sao chỗ này mình thua, tại sao chỗ kia mình thua, bây giờ mình phải phát triển như thế nào. Thì nó đem lại cảm giác hứng thú hơn. Và sau khi tham gia cuộc thi thì cũng có một vài thứ mà học hỏi được, ví dụ như là kỹ năng phân tích chiến thuật. Khi nhìn vào một trận đấu thì mình có thể phân tích được là đối thủ đang đánh công hay là đánh thủ, và từ cái chiến thuật của đối thủ để mình rút ra được những cái kinh nghiệm để mình cải thiện cái chiến thuật của mình. Nói về bí kíp đạt chiến thắng trong các trận đấu riêng lẻ và thứ hạng cao trong cuộc thi thì thật ra ở đây không có bí kíp nào hết. Tại vì mỗi người một chiến thuật chơi khác nhau nên là sẽ không có một cái chiến thuật khuôn mẫu nào hết á. Nhưng mà nó sẽ có kiểu giống như là một cái xu hướng, giống như bạn chơi Liên Quân cũng vậy. Khi game ra sẽ xu hướng là đánh đường giữa, đánh đường trên, đánh đường dưới, thì nó sẽ làm xu hướng và mình phải nghiên cứu cái code của người chơi khác nhiều, nghiên cứu những cái trận đấu nhiều để mình rút ra cái kinh nghiệm và mình cải thiện code mình thôi. Chứ và có một cái tip đó là khi mà cuộc thi gần kết thúc thì tức là nó còn tầm khoảng một tuần hoặc vài ngày, thì nếu như thứ hạng của bạn đang cao
thì bạn không nên update code. Mặc dù là bạn cảm thấy cái code đó tối ưu hơn nhưng mà bạn không nên update nhé. Tại vì từ khi nó rớt xuống quá thấp rồi, bạn thấy nó rớt ngoài cái tầm giải mà mình đang hướng tới á, thì các bạn hãy update cái code mới vào. Chứ còn nếu như mà rank nó vẫn đang kiểu tầm tầm trong cái tầm giải mà bạn hướng đến thì bạn không nên update code. Tại vì ở thời điểm sắp kết thúc cuộc thi á, thì hầu hết code người chơi họ sẽ đóng băng lại, và cái thứ hạng của bạn nó cũng sẽ chỉ chênh lệch trên dưới 5 thôi. Còn khi mà bạn update code mới một phát là bạn sẽ tụt tụt hẳn xuống dưới, và có thể là cái khoảng thời gian còn lại sẽ không đủ để bạn leo rank lên nữa, thì thua sẽ là cay và không đáng đúng không? Đó là một cái lời khuyên của mình dành cho các bạn để tham gia cái cuộc chiến sắp tới, trong mùa sắp tới. Và đó là những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của mình từ sau cái cuộc thi Code Quest đại chiến bóng rổ vừa rồi. Mình hy vọng là sẽ có nhiều bạn dám chơi, dám thử sức với cái cuộc thi này. Đây là một cái dạng, một cái thể loại, một cái hình thức thi khá là mới, nhưng mà mình cảm thấy là nó khá là thú vị. Thế nên là nếu mà các bạn có cảm thấy hứng thú thì cứ thử sức mình đi. Thực sự là cái lúc đầu mà đăng ký thi thì mục tiêu của mình chỉ là nằm trong top giải ba, top giải ba ở lứa tuổi thôi, chứ chưa nói là ở bảng chung nhé. Tại vì nó là khu vực châu Á mà khá là rộng, nên là mình sẽ không nghĩ là mình có giải. Nhưng mà ok, có thể là may mắn và mình có giải nhất. Nên là mình muốn nói với các bạn là hãy cứ thử sức nếu như bạn cảm thấy nó thú vị. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ của mình.